nên là bãi kè bờ sông. Bên kia Vạn Hòa người ta cũng kè, bên này cũng kè. Trời hôm nay tối ạ, mưa ấm u. Trên này toàn cống để xây những cống rãnh bên Vạn Hòa. Máy thì máy xúc đục đá nó kêu. Sông Hồng bây giờ bé này con đường mới đây mà còn chưa có dân ở, mới con đường mới làm xong chưa có dân ở ven bờ kè sông Hồng này, rồng toàn những các cây cảnh đây, nhiều những cây kè, cái kè cảnh hay là những các cây cảnh đấy để cho xanh đường phố đây. Dân thì còn chưa ở mấy. Ven kè sông Hồng để giữ đất. Con đường này mới làm chưa có người ở, dân chưa ra ở mấy. Xe thì cũng chạy dầm dập đấy nhưng mà dân chưa, nhà nước chưa cấp đất cho ở. Một hàng cây cảnh này núi rồng lá lên mỗi người héo lên. Cứ khoảng 10 mét một cây thì mới một cây. Cây bên này cũng thế. Rồi xây vòng quanh rồi. Vòng cây cảnh.
đi chưa làm xong nên là vần các cái cống bê tông ra để chặn xe, không cho đi lại vào những con đường chưa hoàn thiện. Đất thì rất rộng, bằng phẳng. Nhà nước còn chưa cấp cho dân, nhà nước ngày mai chắc chỗ này để xây các chung cư. Các cái cục bê tông làm bên lề đường. Chia theo từng mặt đường một, này là cống rãnh đằng sau. Đây là hai lề đường dẫn đường. Đất đá ngoài đường chưa xúc đi. Chỗ này cua ngã tư. Đất rất nhiều mà chưa cấp cho người dân để ở, và chưa xây được chung cư. Đang đào rãnh đường là những cái ống thoát nước và đường điện. Làm xong các phần này thì sẽ phải cung cấp cho người dân để ở.